Xin chào các bạn và các em, thầy Lập Tuấn Anh Ở trong uh, chương đầu tiên chúng ta đã nghiên cứu về cái nội dung là vật lý nhiệt đúng không? Và chúng ta cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái mô hình động học phân tử uh, của chất Và chúng ta đã biết là chất thì nó tồn tại ba thể là thể rắn, thể lỏng rồi thể khí thì ở chương 2 này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu kỹ hơn về chất khí đó Và để nghiên cứu kỹ hơn chất khí thì bài đầu tiên chúng ta sẽ học về mô hình động học phân tử chất khí thì đó chính là những cái gốc rễ để từ đó mình đưa ra được những cái tính chất của chất khí về sau này. Thế thì ở chương 1 mình cũng đã nghiên cứu về một cái mô hình động học phân tử rồi. Đó thì đây là một cái mô hình động học phân tử nó sâu hơn, nó kỹ hơn dành cho chất khí. Và tất nhiên nó sẽ có rất nhiều điểm khá là tương đồng so với nội dung mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương số 1 nhá. Rồi thì đấy chính là nội dung của bài ngày hôm nay. À, thì đây là một cái câu hỏi mở đầu ở trong sách giáo khoa của chúng ta. Đó là khi học môn khoa học tự nhiên lớp 6 Thì các em đã biết là một số tính chất đặc biệt ở thể khí Nó so với thể lỏng và thể rắn Đúng nào Thì chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta học mô hình động học phân tử Và so sánh giữa các thể, sự truyền thể Thì mình biết là chất khí nó có những cái tính chất rất là khác biệt So với thể rắn hay là thể lỏng Đúng nào Thì, thì hôm nay mình sẽ như thầy đã mở bài Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể À, mô hình động học phân tử của chất khí và từ đó mình sẽ à, đưa ra được các cái tính chất à, đặc biệt của nó để so sánh nó với hai cái thể còn lại đó. thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm nghiên cứu về cái chuyển động và tương tác phân tử chất khí thì à, đây là một cái thí nghiệm của Brown Brown và cái thí nghiệm của Brown này thì à, được à, bố trí như sau đây là một cái thí nghiệm của Brown nhé Được bố trí như sau Cái này hình này thì thấy cắt ra sẽ có khoa thôi Thế thì về cơ bản cái thí nghiệm của Brown là như thế này Ông ấy sẽ đi nghiên cứu Cái Chuyển động của những cái hạt khói Đó chuyển động của những hạt khói Thế thì cách đơn giản thôi Là ông ấy cho những hạt khói các bạn nhìn cho những hạt khói vào trong một cái ống thủy tinh Thế thì trong Cái bình này sẽ chứa những cái gì Thì sẽ chứa hạt khói Và các phân tử không khí đúng nào phải có hai loại nha khói và các phần tử không khí sẽ nằm ở trong cái bình thủy tinh này được chưa đậy nắp vào cho hành bình kín rồi dùng kính hiển vi để quan sát cái điều này quan sát xem là những cái hạt khói nó chuyển động như thế nào đó thì, khi mà nghiên cứu được cái chuyển động các hạt khói thì từ đó là chúng ta cũng có được cái mô hình chuyển động của nó từ đó thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái nhận xét về cái chuyển động của các cái phân tử chất khí đúng không vậy thì ở đây các bạn phải rõ là cái thí nghiệm của Brown là nghiên cứu chuyển động của hạt khói còn không khí trong đó thì là cái môi trường đạt hạt khói thôi Đúng nào Rồi Thế thì cái kết quả của Brown thu được là như sau. Ở đây thì thầy sẽ có một cái hình vẽ mô tả Cái chuyển động của hạt khói Trong cái thí nghiệm vừa rồi Ở hai cái nhiệt độ Nhiệt độ T1 Là nhiệt độ thấp Và sau đó nhiệt độ T2 thì Thầy sẽ tăng nó có nhiệt độ lớn hơn Thì đây Các bạn có thể thấy là À hạt khói thì ký hiệu nó là màu đỏ Ở nhiệt độ T1 thì cái chuyển động của nó các bạn thấy là nó chuyển động lung tung đúng không mình có thể gọi một cái từ dân dã là lung tung thì người ta nói đây là một cái chuyển động hỗn loạn nó không có một cái quy luật nào cả đó và nó chuyển động chậm đó nhưng mà sang cái nhiệt độ T2 thì chuyển động của nó nó vẫn là một cái chuyển động rất là vô cùng hỗn loạn đúng không thì nhưng mà tốc độ của nó thì nó có nhanh hơn thì cái điều này thì chắc chắn là các bạn cũng đã liên tưởng đến là a à, vậy là nhiệt độ thì nó cũng ảnh hưởng đến cái gì ạ cái sự chuyển động của các cái phân tử à, hạt khói ở đây đúng không và hạt khói này thì cũng là đại diện cho cái phân tử chất khí mà mình đã nghiên cứu. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có cụ thể là gì? Nào, cụ thể là gì? Mô tả quan sát đúng không? Thì các phân tử khói chuyển động hỗn loạn không ngừng. Chính xác chưa nào? Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. Vậy thì các bạn nhớ là nó có dừng lại không? À nó không có trạng thái đứng yên nhé, nó không dừng lại đâu, nó chuyển động hỗn loạn không ngừng. Được chưa? Lưu ý nhé, chuyển động hỗn loạn nhưng mà không ngừng. Vậy là nó không có lúc nào nó dừng lại đâu nếu một câu hỏi lý thuyết mà có một câu bảo là các phân tử chất khí thì là có trạng thái đứng yên thì là không có đúng không vì chuyển động này nó không ngừng tiếp theo khi ở nhiệt độ không khí tăng lên thì chuyển động là chuyển động nhanh hơn hiển nhiên mình biết đây là chuyển động nhiệt rồi đúng không bởi vì với mô hình động học phân tử mình học ở chương 1 thì mình biết là các phân tử chuyển động là chuyển động nhiệt đấy thì cái này nó cũng tương ứng đó chất khí nó không thể thoát ra khỏi cái mô hình động học phân tử tổng quát được được chưa nào và cái chuyển động hỗn loạn như trên ấy, thì người ta gọi là cái chuyển động chuyển động brown. Đó. À, thì đây là tên nhà khoa học brown. Đó và khi nhắc đến chuyển động brown thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái loại chuyển động mà hỗn loạn không ngừng rồi nó phụ thuộc vào cái gì ạ? nhiệt độ. Thì đây là cái chuyển động này gọi là chuyển động brown nha. Tiếp theo là một câu hỏi trong sách giáo khoa là hãy dựa vào quỹ đạo chuyển động các hạt khói trong không khí để chứng tỏ rằng các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Đúng không? Chúng ta thấy là đấy theo cái thí nghiệm vừa rồi ấy thì các phân tử khói màu đỏ thầy mô tả đấy nó chuyển động hỗn loạn không ngừng thế thì mình có thể làm sao mình giải thích được cái điều này được không đúng không giải thích điều này không thì đây thầy sẽ đưa ra một cái mô hình để mình có thể giải thích được cái điều này đấy đây là giải thích của einstein đó là sao đây bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nha là đây là các cái hạt khói màu đỏ này đúng không hạt khói màu đỏ này còn cái phân tử mà to này thì là phân tử không khí, đúng không? Có thể trong không khí đấy nó chứa nhiều thành phần. À, mình lấy đơn giản ví dụ oxygen nằm ở trong không khí chẳng hạn. Đúng không? Thì các cái hạt màu đỏ này chúng ấy chuyển động thì chúng va chạm vào các cái hạt gì ạ? hạt khí oxy ở trong đó. Đúng không? Rồi có thể là chúng va chạm vào nhau. Rồi chúng có thể va chạm vào thành bình. Và chúng ta biết là với một cái thể tích không khí như vậy thì số lượng của các phân tử ở trong đó nó rất là nhiều, nó rất rất nhiều. Chính vì vậy, chính vì vậy, cái chuyển động của nó đúng không? Nó rất là hỗn loạn, nó không quy luật gì cả. Được chưa? Và các phân đây, cách giải thích, các phân tử khói bị va chạm vào không khí. Đúng chưa? Đó, va đập từ mọi phía, va chạm vào không khí, các phân tử không khí này thành bình rồi va chạm với nhau. Nên là cái chuyển động của nó là chuyển động hỗn loạn, không theo một cái trật tự nào cả. Được chưa? À, nhiệt độ không khí càng cao thì các phân tử không khí chuyển động càng nhanh và hỗn loạn đúng không các bạn thấy là theo mô hình động học phân tử mà chúng ta học ở chương 1 thì mình biết là khi mà nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động cũng nhanh à vậy thì khi mà nhiệt độ cao thì các cái quả bóng này nó cũng chuyển động nhanh và nó chuyển động nhanh thì dẫn tới là cái sự va đập giữa nó với các phân tử khói màu đỏ đỏ này à, nó càng nhanh đúng không dẫn tới là cái chuyển động của các cái phân tử khói nó cũng càng nhanh đúng chưa nào điều này giải thích rất đơn giản thôi nào chúng ta tiếp tục đó là từ cái kết quả nghiên cứu cái chuyển động Brown của phân tử khói thì chúng ta rút ra các, các đặc điểm chuyển động các phân tử khí đúng không? Lúc nay là mình mới nhận xét thôi, bây giờ mình chốt ra cái đặc điểm của nó. Đặc điểm như sau: thứ nhất là các phân tử khí là chuyển động hỗn loạn không ngừng, đúng chưa? Thứ hai là nhiệt độ cao thì chuyển động càng nhanh. Đó, thì nó hai cái nội dung đấy thôi. Rồi tiếp tục là bây giờ đấy là chúng ta mới nói đến việc là các phân tử khí nó va chạm vào gì ạ? nó va chạm vào 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 uh, oxy rồi va chạm vào thành bình rồi va chạm với nhau đúng không? thế thì cái sự tương tác giữa các phân tử khí với nhau thì như thế nào đúng không? đó lúc nãy thì mình nói cái nguyên nhân chính là do là các phân tử uh, khói ấy, nó va chạm vào các cái phân tử là oxy và oxy mà chuyển động nhiệt nhanh ấy, thì dẫn tới các phân tử khói cũng chuyển động nhiệt nhanh thế còn uh, các cái phân tử khí uh, cụ thể các phân tử khói ở đây chúng va chạm với nhau như thế nào đúng không đấy là mình ra chạm nhau như nào thì về các bạn cùng xem nhá là tương tác như nào là gì giữa các cái phân tử khí thì có lực hút và lực đẩy đúng không cái này thì mình biết rồi là giữa các cái phân tử ấy thì cái tương tác của chúng là lực hút và lực đẩy đúng không gọi chung là lực liên kết à, phần này thì thầy đã có dịp mô tả cho các bạn nó là gì ạ nó giống như là một cái lò xo đúng không? đấy, cái mô hình động học phân tử thế nó mô tả các bạn là tương tự như là có một cái lò xo nó nối giữa các cái phân tử với nhau, đúng không? thì nó tồn tại là lực hút và lực đẩy, đúng không? khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí, khoảng cách phân tử ở thể khí thì rất lớn so với thể lỏng, đó. nên lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí thì rất yếu, đúng không? hiển nhiên chúng ta thấy là các phân tử chất khí thì chúng rất cách xa nhau, rất cách xa nhau, thế nên vì cách xa nhau như vậy nên cái lực tương tác của chúng rất là rất là rất là yếu so với thể lỏng. Đúng không? thể rắn. Đúng chưa nào? Rồi. À câu hỏi của chúng ta trong sách giáo khoa là gì ạ? Hãy nêu ra các cái hiện tượng thực tế để chứng tỏ liên kết giữa các phân tử ở thể khí thì rất yếu so với thể lỏng và thể rắn. À cái này thì mình thấy dễ hiểu thôi đúng không? Tính nhỉ? Đó là gì? Vì là các phân tử khí nó cách xa nhau thế nên nó rất là dễ bị nén đúng không? bị xa thì dễ bị nén. Cái thứ hai là vì chúng cách xa nhau, thế nên cái lực liên kết để giữ chúng gần nhau là rất ít rất nhỏ, thế nên chúng dễ dàng có thể phân tán, khuếch tán ra ngoài môi trường, đúng không? Thế đấy, thì đấy là những cái đặc điểm chất khí. Điều này giải thích tại sao ví dụ chúng ta có thể đặt một cái lọ nước hoa ở trong một căn phòng, thì chỉ sau một thời gian thôi là các phân tử nước hoa này có thể phân tán khuếch tán rất là nhanh, rất là nhanh ra trong cái căn phòng đó thì điều đó là giải thích cái tính chất của các cái phân tử cái chất khí nào hãy dựa vào khối lượng riêng ở cùng nhiệt độ và áp suất của cùng một chất ở cái thể khác nhau để chứng tỏ rằng khoảng cách giữa các phân tử thể khí thì rất lớn hơn so với thể lỏng và thể rắn rồi cái này thì chứng minh nó cũng rất là vô cùng đơn giản thôi đúng không đấy cái này này mà muốn chứng minh ấy, thì nó rất là vô cùng đơn giản thì bên chúng ta sẽ chứng minh nó như thế nào nào cái nội dung này thì bây giờ chứng minh như thế này Có lẽ chúng ta sẽ đưa vào một cái bảng ở đây này thầy biểu diễn qua cho các bạn này, các bạn nhìn lại về cái phần công thức nhá. Đây. Đây. Chúng ta sẽ xem xem lại là cái cách chứng minh nó như thế nào nhá. Đây, chúng ta đang yêu cầu là bây giờ phải dựa vào À, cái khối lượng riêng đúng không để có thể biết là khoảng cách giữa các phân tử thể khí thì rất lớn so với thể lỏng thể rắn thì bây giờ thầy so sánh với thể lỏng thôi thì uh, với thể lỏng thôi là nó cũng đã rất là đủ để mình so sánh uh, thể rắn thì nó cũng tương tự thôi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy dễ thấy là như này uh, nếu mà bây giờ thầy xét ở cùng một dịa cùng một cái điều kiện đúng không? ở đây người ta nói rất rõ là cùng một cái điều kiện về nhiệt độ và áp suất uh, của cùng một chất đó. Thế thì bây giờ chúng ta có công thức rất đơn giản là m thì bằng gì ạ? Khối lượng m. Khối lượng m thì bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Đúng không? Nếu mà thầy xét cùng một lượng chất, đúng không? Cùng một lượng chất thì đây. Ví dụ nếu là chất so sánh chất rắn đi. Đây là một cục chất rắn. Đúng không? Và chúng ta dễ thấy là trong thực tế nếu thầy lấy một cái cục chất rắn nhỏ nhỏ như vậy thì khí của mình ấy, nó phải là một cái thể tích khí rất là lớn như thế này. Đó, thì mới có thể có khối lượng tương đương đúng không thì mới có thể khối lượng tương đương đó thì chúng ta thấy là m thì bằng rho nhân v rho là khối lượng riêng còn v là thể tích đúng chưa rho là khối lượng riêng còn v là thể tích thế thì chúng ta dễ thấy là gì ạ khối lượng riêng của chất rắn khối lượng riêng của chất rắn thì lớn hơn rất nhiều so với khối lượng riêng của chất khí đúng không chất rắn khối lượng riêng hiển nhiên là lớn hơn rất nhiều so với chất khí đó thế nên Thể tích của chất rắn thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với thể tích của chất khí Tại sao? Bởi vì tích Rho nhân V là bằng M Thầy đang xét cùng một gì ạ? Cùng một cái khối lượng Đúng không? Đây, cái, coi như cái cục chất rắn này có cùng khối lượng với chất khí À Thể tích của rắn nhỏ hơn thể tích của khí rất nhiều Thì điều đấy chứng tỏ là gì ạ? Là khoảng cách giữa các cái phân tử chất rắn Thì nhỏ hơn khoảng cách giữa các cái phân tử chất khí rất là nhiều Đúng không? Các cái phần tử chất khí nó phải nằm rất là cách xa nhau như này Thế còn rắn thì nó nằm chi chít ở đây đúng không? Nó phải gần nhau hơn Đó, thì đấy là cái công thức liên hệ giữa khối lượng thể tích và khối lượng riêng Và từ đó thì chúng ta sẽ chứng minh được cái yêu cầu của đề bài luôn Đúng không? Nào? Đấy, chúng ta sẽ chứng minh được yêu cầu của đề bài luôn Cũng rất là đơn giản thôi Ok không nào? Rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với Đây, chứng minh xong rồi chúng ta tiếp tục với những cái nội dung của bài đó Tại đây thì thầy cũng có chứng minh đúng không ở cùng điều kiện khối lượng riêng nhỏ hơn đúng không thể gian nên đây là khoảng cách lớn hơn còn cụ thể là nó thông qua cái thể tích đấy đúng không thì chứng minh bằng công thức luôn cho nó dễ hiểu rồi nào tiếp theo là mình đến mô hình độ phân tử chất khí có nghĩa là ở cái phần số 1 thì thầy trò chúng ta đã nghiên cứu về một cái thí nghiệm của brown từ đó mình cũng đưa ra những cái nhận xét về brown à, về cái chuyển động brown Đúng không? Có nghĩa là chúng ta đưa ra cái nhận xét về cái chuyển động của các cái phân tử khí. Thế thì bây giờ mình sẽ đưa vào một cái mô hình động học phân tử chất khí để từ đó mình có thể đi giải thích được mọi cái tính chất của chất khí. Ví dụ tính chất như là gì? Tại sao là chuyển động hỗn loạn này, đúng không? Rồi à, tại sao nó gây lên áp suất này, rồi à, tại sao nó lại dễ nén, dễ khuếch tán? Đấy như nào thì là cái mô hình động học phân tử này sẽ giúp mình giải thích cái điều này. Đúng không? Uh, mô hình động học phân tử này thì cũng giống với cái nội dung của chương 1 khá là tương đồng đúng không bởi vì chất khí thì hiển nhiên nó cũng là một trong những cái gì ạ uh, cái chất mà chúng ta đã nghiên cứu chương một rồi đúng không nào thì mô hình động học phân tử thì gồm có những nội dung sau đây là những cái trụ cột giúp ta giải thích được các cái tính chất và hiện tượng của chất khí thế nên là các bạn cần phải rất là ghi nhớ đầu tiên là chất khí được cấu tạo từ các phân tử kích thước rất nhỏ so với khoảng cách của chúng đúng không có nghĩa là Chất khí được cấu tạo phân tử kích thước rất là bé, còn khoảng cách của chúng thì rất là xa nhau. Đấy là cái điều đầu tiên mô hình của phân tử chất khí. Thì điều này sẽ giúp chúng ta giải thích là a, à, vậy thì lực tương tác giữa chúng sẽ rất là rất là nhỏ. Chúng sẽ dễ nén, dễ khuấy tán, đúng không nào? Thứ hai là các phân tử khí thì chuyển động hỗn loạn không ngừng. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Và chuyển động này có càng hỗn loạn thì nhiệt độ càng cao và ngược lại. Nhiệt độ cao thì chuyển động cao hỗn loạn đúng không thì đây cũng là một cái tính chất quan trọng để giải thích cho chúng ta cái hiện tượng uh, uh, thí nghiệm của bra vừa rồi đó Và cái thứ ba là khi chuyển động hỗn loạn thì các phân tử khí va chạm vào nhau rồi sau đó thì sẽ có sự va chạm vào thành bình chúng va chạm vào thành bình gây ra lực tác dụng của thành bình có nghĩa đã tạo ra một cái áp suất lên thành bình đó áp suất lên thành bình đó thì đấy là cái tính chất uh, quan trọng để chúng ta làm các cái bài tập liên quan phần sau chắc chắn chúng ta có đi tính áp suất rồi Đúng không? Vậy là mô hình động học phân tử chất khí của chúng ta có ba cái trụ cột các bạn nhớ thầy, thầy nhắc lại. Chất khí cấu tạo từ các hạt rất nhỏ và nhỏ ở đây là so với kích thước của chúng. Thứ hai là các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng và cái chuyển động này chính là chuyển động nhiệt. Đúng không? Và cái thứ ba là sự chuyển động hỗn loạn của chúng khi va đập vào thành bình thì gây ra áp suất cho, cho thành bình. Đó, thì đấy là cái nội dung uh, thứ ba, ba nội dung của mô hình động học phân tử chất khí nào bây giờ ta sẽ có một cái bảng trong sách khoa mà phải hoàn thành đúng không đầu tiên là mô hình động học phân tử chất khí này à, phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng thì cái điều này được giải thích uh, thông qua một cái thí nghiệm thực tế trong chuyển động Brown đúng không cái thứ hai là kích thước của các phân tử khí thì rất nhỏ so với khoảng cách của chúng thì trong thực tế nó thể hiện à, cái này thầy không biết nữa, nhưng mà thầy nói luôn là trong thực tế nó sẽ thể hiện công việc là chất khí thì dễ gì ạ à? dễ bị ném và dễ bị khuếch tán đúng không khoảng cách rất là nhỏ lực tương tác của chúng cũng rất nhỏ thế nên là dễ bị nén và dễ bị khuếch tán đúng không nào thứ ba là khi chuyển động của các cái phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình thì trong thực tế là nó sẽ gây ra cái áp suất lên áp suất lên thành bình đó thì đấy là cái nội dung thứ hai đúng chưa nội dung thứ hai đơn giản chưa tiếp theo thế thì, thì um, khi mà chúng ta nghiên cứu về khí ấy, thì nó có hai khái niệm là khí thực và khí lý tưởng có nghĩa là trong môn vật lý thì chắc là đến bây giờ các bạn cũng quen là chúng ta sẽ đưa vào những cái mô hình nó lý tưởng để chúng ta giải quyết đúng không ví dụ như ngày xưa mình học về chuyển động thẳng đều trong thực tế đâu có một cái vật nào mà dễ dàng chuyển động thẳng đều một cái xe chuyển động thẳng đều trên đường là rất là khó đúng không nó phải tăng tốc rồi nó lực cản lực ma sát rất là nhiều yếu tố đó nhưng mà chúng ta cũng coi nó như là một cái chuyển động thẳng đều để chúng ta dễ dàng tính toán ta đưa vào những cái mô hình gần đúng đúng không nào rồi thế thì cái phần khí lý tưởng này nó cũng như vậy đúng không đó nó là một loại khí mà chúng ta đưa vào một cái gì ạ một cái mô hình đúng không nó lý tưởng để từ đó chúng ta tính toán thì người ta gọi đây chính là mô hình khí lý tưởng khác so với là khí thực được chưa nào cái mô hình khí lý tưởng thì như thế nào à thì ở đây thầy cũng nói rồi để tìm hiểu cái tính chất chất khí người ta dùng mô hình đơn giản hơn khí thực nhưng vẫn phản ánh được những cái đặc điểm quan trọng đặc điểm cơ bản của chất khí thì khí lý tưởng có những cái đặc điểm như thế nào đó là các phân tử thì được xem là các cái chất điểm và chúng không tương tác với nhau khi chưa va chạm thì điều này thì chúng ta thấy là các cái phân tử khí thì chúng rất là cách xa nhau đúng không lúc nãy mình có nói rất cách xa nhau đó thì lực tương tác của chúng nó rất là nhỏ thì thì thôi bây giờ mình coi lực tương tác của chúng là không có luôn đi khi mà chúng xa nhau mình chúng phải va chạm với nhau thì 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 là là chúng mới gì ạ mới có sự tương tác đúng nào đấy tương tác tiếp theo là các phân tử khí tương tác với nhau va chạm với thành bình và các va chạm này thì là hoàn toàn đàn hồi đấy có nghĩa là nếu mà nó là cái va chạm mềm chúng ta biết là cái va chạm mềm ta đã học ở lớp 10 thì cái nếu chúng là một cái va chạm mềm cũng như là va chạm vào thành bình mà lại còn va chạm mềm thì hiển nhiên trong thực tế là một không có một cái va chạm nó va chạm hoàn toàn đàn hồi chúng va chạm vào chúng sẽ mất mát năng lượng rồi chúng sẽ chuyển động nó hỗn loạn lung tung các kiểu đúng không thế để cho nó dễ thì chúng ta coi là va chạm hồi có nghĩa nó đập vào thành bình nó nảy ngược lại thì nó vẫn giữ nguyên được cái gì ạ nó vẫn giữ nguyên được cái động nặng nó chỉ thay đổi về 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 hướng của vận tốc thôi cái này thì ở phần sau chúng ta sẽ có những cái mô hình tính toán nó chi tiết hơn nhá nhưng mà đấy là cái tính chất thứ hai đúng không là va chạm vào thành mình gây nên áp suất nhưng va chạm này phải là va chạm gì đàn hồi đó thì đấy là cái tính chất của khí lý tưởng tính chất của khí lý tưởng điều này nó sẽ làm cho cái mô hình chất khí của mình nó dễ được tính toán dễ được giải thích hơn nào ở đây có một câu hỏi là hãy dùng mô hình động học phân tử chất khí để chứng tỏ với một lượng khí xác định nếu giảm thể tích của bình chứa giảm thể tích của bình chứa và giữ nguyên nhiệt độ của khí thì áp suất à, tác dụng lên thành bình là tăng đúng không là tăng rồi thì, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích cái điều này như thế nào à, chúng ta giải thích điều này như thế nào thì đây trước tiên là thầy cũng đưa ra cái, một cái mô tả đơn giản cho mọi người để mọi người cùng xem À, bây giờ thầy có một cái uh, cái lượng khí được giam nhốt trong một cái piston đó đây đây lượng khí thì được giam nhốt ở trong này đúng không lượng khí được giam nhốt trong này thế bây giờ bằng một cái cách nào đó đúng không rất đơn giản là thầy sẽ ném cái piston này vào đây, đây tịnh tiến cái piston này vào đây làm cho thể tích của nó giảm Đúng không? Các bạn biết là khi thể tích của một cái lượng khí nó giảm ấy Thì khoảng cách giữa các phân tử nó gần lại Đúng không? Và khi khoảng cách giữa các phân tử nó gần lại Thì hiển nhiên Hiển nhiên nhé Khoảng cách giữa các phân tử nó gần lại Thì hiển nhiên có đúng là cái sự va chạm của chúng nó sẽ nhiều hơn không? Đúng không? Có đúng là hiển nhiên cái sự va chạm của chúng nó sẽ nhiều hơn không? Đúng không? Đấy nha Va chạm của chúng này Nhiều hơn này Đúng không? Và hiển nhiên va chạm giữa chúng nhiều hơn thì cái việc nó va chạm nó đập vào thành bình nó cũng diễn ra nhiều hơn. Và đập vào thành bình diễn ra nhiều hơn thì có đúng hiển nhiên lúc này là sẽ gây ra cái áp suất nó lớn hơn không? Đúng không? Bởi vì áp suất là các phân tử này đập vào thành bình mà. Thế mà các phân tử nó gần nhau hơn thì chắc chắn cái sự va chạm của chúng này nó sẽ nhiều hơn. Va chạm nhiều hơn thì đập vào thành bình cũng sẽ phải nhiều hơn. Thì gây ra áp suất là nó sẽ tăng. Đúng chưa? Đấy thì đấy là chúng ta giải thích một cách đơn giản. Tất nhiên đây chúng ta đang xét được cái điều kiện là cố định phần nhiệt độ đó và cái này thì cũng liên quan đến cái nội dung phần sau chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái đẳng quá trình nhá thì đấy là thầy giải thích về cơ bản như vậy đúng chưa thì đây cái kết luận mà chúng ta rút ra được thì nó cũng là như vậy thôi đó là sao đây kết luận này khi thể tích giảm thì số va chạm tăng đấy đúng không rồi số va chạm lên thành bình tăng thì áp suất sẽ tăng nào người ta yêu cầu đưa, đưa ví dụ ví dụ thì đơn giản cái piston vừa rồi thì vừa nói hay ví dụ thứ hai là có một cái quả bóng đúng không bây giờ ta dùng tay chúng ta nén nó vào người ta nén nó vào làm cho thể tích của nó giảm đi đúng không hay một cái xi lanh chúng ta bịt đầu chúng ta nén nó vào và nén vào chúng ta thấy là lúc này là gì áp suất của nó nó, nó tăng đúng không áp suất của nó tăng được chưa đó thì cái điều này chúng ta thấy trong thực tế nhiều rồi rất đơn giản thôi đúng không nào ok vậy là đây là một cái bài chủ yếu là lý thuyết đúng không và lý thuyết này thì nó cũng rất là tương tự với cái nội dung thuyết động học phân tử trước chúng ta đã học nên bạn nào mà xem bài này thấy có những cái đơn vị kiến thức nan á với cái bài trước thì là hiển nhiên Đó, Thế thì ở phần chương 2 này trọng tâm của chúng ta bắt đầu từ bài số 2 nhé Chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu về các cái đẳng quá trình Hôm nay thì là bài trọng tâm về lý thuyết thôi Và cũng đã kết thúc ở đây rồi Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các cái bài giảng tiếp theo